Chào mừng các bạn đến với Top Sao Hoa và ngay sau đây hãy cùng chúng mình tổng hợp những tin tức mới nhất có trong ngày. Trang Sina vừa có một bài tổng kết những ngôi sao Hoa ngữ có số lượt tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo năm 2019. Và điều đặc biệt là cả 4 cái tên đứng đầu đều là những nam minh tinh Hoa ngữ, cho thấy mức độ quan tâm của công chúng dành cho những mỹ nam của showbiz. Đứng ở vị trí thứ tư là Lý Hiện. Nhờ Cá mực hầm mật, Lý Hiện bất ngờ bứt phá tên tuổi trở thành nam thần mùa hè hot nhất nhì năm 2019. Nam diễn viên lọt top tìm kiếm của Weibo tới 200 lần, hầu hết là vào khoảng thời gian tháng 7 khi Cá mực hầm mật lên sóng. Nhất cử nhất động của anh chàng bao gồm diễn xuất, tình sử, nhan sắc, lùm xùm liên quan đến Dương Tử đều được truyền thông người hâm mộ theo sát và khai thác triệt để. Xếp vào vị trí thứ ba là Vương Nhất Bác. Vốn là thành viên của nhóm nhạc UNIQ, vậy nhưng Vương Nhất Bác lại có một năm bứt phá sự nghiệp khi trở thành nam chính trong siêu phẩm web drama Trần Tình Lệnh. Anh chàng thu hút fan nhờ tính cách lạnh lùng, tưng tửng, thậm chí là cực nhây. Trong danh sách của Trang Sina, Vương Nhất Bác đứng ở vị trí thứ 3 với 250 lần lọt top tìm kiếm của mạng xã hội đất nước tỷ dân này. Vị trí thứ 2, Tiêu Chiến. Không chỉ có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng một đêm thành sao lớn, được săn đón khắp nơi, thậm chí còn khiến các buổi fan meeting cháy vé mọi mặt trận. Trong năm nay, Tiêu Chiến lên top tìm kiếm Weibo 300 lần. Và vị trí thứ nhất thuộc về Dịch Dương Thiên Tỷ. Trong năm nay, Dịch Dương Thiên Tỷ gây choáng khi lên top tìm kiếm tới 500 lần, bỏ xa các vị trí 2, 3, 4. Không chỉ bỏ hẹp sự nghiệp ca hát, liên tục có concert mà thành viên của nhóm nhạc GF Boy này còn lấn sân sang sự nghiệp điện ảnh, giành được nhiều sự khen ngợi bởi tài năng, sự chuyên nghiệp và hy sinh hết mình. Chúng mình là Top Sao Hoa và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé!